Đẻ ra quái vật. Ngày xưa, ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có vị vua già mãi vẫn không có con nối dõi. Lần đó, họ lặn lội đến một khu rừng hoang ở một xứ xa lắc để tìm nhà một nữ ẩn sĩ nổi danh là Thông Thái để xin lời khuyên. Về cung, bà hãy ăn ngay hai củ tỏi này. Đây chính là một phương thuốc để mang thai. Chỉ là ăn hai củ tỏi này thôi à? Ta đã uống không biết hàng nghìn loại thuốc mà vẫn chưa được toại nguyện. Thần xin lấy tính mệnh của mình ra đảm bảo. Ok, hoàng hậu, hãy đứng lại đã. Thưa hoàng hậu. Hoàng hậu có lẽ vì nóng lòng nên vội về cung ngay. Ẩn sĩ có gì hãy cứ dặn dò ta. Mọi chuyện đều đã có số phận rồi. Đức vua hãy trở về đi. Mình chưa từng ăn thứ gì lại đắng khủng khiếp thế này. Phải rồi, vừa nãy đắng quá là do mình quên không bóc vỏ củ tỏi rồi. Sau khi ăn hai củ tỏi, hoàng hậu đã mang song thai và lâm bồn 9 tháng sau đó. Trời ơi, đó chẳng phải là một con Lindrum mặt rồng thân cá hay sao? Ta đã sinh ra quái thai gì thế này? Người mau nằm xuống đi, còn một đứa trẻ nữa đang chờ được sinh ạ. Trời ơi, vẫn còn một đứa trẻ nữa trong bụng của ta à. Đạt hãy cố gắng lên, cố lên. Còn con quái vật Lindrum kia, ta sẽ sai tên lính tính cẩn bí mật mang đi thật xa khỏi cung điện. Ôi, con trai của ta, thật may mắn. Con là một đứa bé trai kháu khỉnh, đẹp trai. Lindrum được coi là một quái thai và nhanh chóng bị vứt ra ngoài lâu đài. 20 năm sau, hoàng tử đã trưởng thành, trở thành một thanh niên khôi ngô tuấn tú và chẳng bao lâu sẽ kế vị vua cha. Nhưng trước hết, chàng phải tìm cho mình một ý trung nhân. Quái vật kia, người muốn gì? Sao lại vô duyên vô cớ chắn đường ta? Không có gì là vô duyên vô cớ cậu em à. Nếu lấy vợ thì ta lấy xong mới tới lượt của chú em. Hỗn xược, người vừa mới gọi hoàng tử của vương quốc này là chú em đấy. Đừng có tưởng ta sợ loài Lindrum các ngươi. Đừng lớn giọng, nếu không nghe theo lời ta vừa nói, ta sẽ không nể mặt đâu. Trời ơi, tại sao chuyện quái quỷ này lại xảy ra với ta chứ? Lindrum nổi tiếng là một loài hung dữ, ăn thịt con người. Tuy nhiên, kể từ khi tự dưng trong loài của chúng xuất hiện một con liên quân xanh, thì không hiểu sao, tính tình của chúng lại trở nên rất hiền lành. Vậy sao nó lại gây sự với ta? Thần nghe nói loài liên quân rất thích ăn thịt trâu bò. Tại sao chúng ta không mang đến những con trâu và con bò béo nhất của hoàng cung dâng cho chúng? Đúng, người thông minh lắm. Vậy hãy chuẩn bị ngay đi. Quái vật Lincoln, ta xin lỗi. Ta đã không hiểu hết mong muốn của chú mày. Đây, ta đem đến cho chú mày 10 con trâu béo và 10 con bò béo nhất đây. Hãy im đi và mang ngay mấy thứ giải rách này về. Ta đã nói rồi, lấy vợ xong ta mới đến lượt chú em. Trời ơi, chuyện gì vậy? Nhà ngươi rốt cuộc nhà ngươi muốn gì hả Lincoln kia? Cứ cho là nhà ngươi thực sự có thù oán gì với ta thì sao không tấn công ta đi, mà cứ nói mãi câu vô nghĩa đó chứ. Sao ta phải tấn công người ruột thịt với mình? Muốn rõ sự tình thì hãy về hỏi cha mẹ của ngươi đi. Hỗn xương, nhà ngươi chớ có ăn nói ngông cuồng. Ngươi ở đây phân bua với ta không có ích gì đâu. Ta trước sau chỉ có một lời đó thôi, lấy vợ thì ta xong mới đến lượt chú. Ngươi dám? Phụ mẫu, người sao vậy? Lẽ nào những gì tên Lindrum đó nói là sự thật sao? Không thể giấu con, bà đành kể lại cho hoàng tử nghe về câu chuyện 20 năm trước. Sao mẹ có thể bỏ anh 20 năm trời trong rừng hoang lạnh? Mẹ có một lần nghĩ anh đã sống ra sao không? Vì thể diện của quốc gia, ta không còn cách nào khác. Con định đi đâu? Anh sinh ra trước,
con phải rước anh về tìm ý chung nhân tốt nhất cho anh trước khi nghĩ đến việc làm gia thất cho mình. Liêm Gôm, ta cần nói chuyện với anh. Anh ở đâu? Hãy ra đây. Có người, sao người dám xâm phạm vào lãnh thổ này? Ta có việc cần gặp anh trai của ta. Ta không có ý thù địch hay muốn làm hại các người đâu. Ngươi cần gặp ta có việc gì? Ta muốn đón anh về hoàng cung để tổ chức hôn lễ theo như ý nguyện. Ta đã bị vua cha và mẫu hậu chối bỏ ngay từ khi mới thành hình hài. Chắc gì họ đã đón nhận ta một lần nữa chứ. Ai cũng phải tìm về cội nguồn của mình. Việc anh tìm em đã chứng tỏ điều đó. Hãy cho họ có thời gian để chấp nhận anh đi. Và thế là hoàng tử trẻ đưa anh trai Liên Quan của mình về hoàng cung, xin phép đức vua và hoàng hậu tổ chức buổi cán vợ cho anh. Nhưng đương nhiên chẳng thiếu nữ nào chấp nhận lấy một quái vật làm chồng cả. Thế là ở một vương quốc láng giềng, có một bà hoàng hậu cực ghét cô con gái riêng của chồng. Bà ta tìm mọi cách ép cô công chúa phải kết hôn với Liên Rom. Nào, hãy nói nguyện vọng của mình với hoàng tử quý quốc đi con gái. Hoàng tử, ta muốn được trở thành vợ của chàng. Vậy nàng không sợ khuôn mặt ta sao? Không sợ lớp vảy cá sắc lạnh trên cơ thể ta sao? Không, ta không sợ gì hết. Nhiều ngày trước đây, ta biết mình sắp phải làm vợ một quái vật, công chúa đã bỏ lâu đài đi lang thang trong rừng sâu. Đừng khóc nữa con gái, con sẽ lấy hoàng tử và sẽ có được hạnh phúc. Con sẽ được hạnh phúc đích thực, chỉ cần con làm đúng theo những gì ta dặn vào đêm tân hôn của mình. Ta thật may mắn khi cưới được người vợ xinh đẹp như nàng. Chàng hãy làm theo lời ta nha. Giờ khi ta cởi chiếc váy cô dâu này ra, chàng hãy cố gắng cậy lớp vảy trên thân và mặt của chàng nha. Nếu đó đã là điều nàng muốn thì ta sẽ làm. Ta sẽ bóc lớp vảy của mình. Điều đó sẽ khiến cho chàng đau đớn, nhưng xin chàng chớ có dừng lại giữa chừng. Không, Liên Rô mà, chàng đừng làm em sợ mà. Hoàng tử đã thoát được lời nguyền. Đó là khi có một cô gái tự nguyện làm vợ chàng, chàng sẽ được trở lại thành người. Chào mừng hoàng tử cả đã trở về. Giờ thì đức vua và hoàng hậu có thể nhận con của mình lại được rồi đó. Con trai, xin hãy thứ lỗi cho những kẻ làm cha làm mẹ này. Xin cha mẹ đừng tự trách mình nữa. Mỗi người đều có số phận riêng của mình thôi. Chuyện gì xảy ra cũng đã là ý trời. Nếu bà kịp nghe lời dặn của ta, sinh ra một đứa trẻ bình thường, thì có lẽ bây giờ quý quốc lại phải đối mặt với cuộc tấn công của quái vật Liên Rom cũng nên. Ý bà là sao? Kể từ ngày loài Liên Rom có thêm một thành viên mới là hoàng tử cả, mọi thứ đã thay đổi. Hoàng tử cả trong bộ dạng Liên Rom và nhân tính của một con người lương thiện đã cảm hóa được loài quái vật này. Hiện giờ ta thấy loài người đã nhân thêm cây trái ngọt trong rừng này. Khi họ săn bắn hái lượm, họ không gây hại đến ta, nên chúng ta cũng đừng xâm phạm đến họ nữa. Liên Rom xanh nó phải lắm. Từ nay chúng ta đừng tấn công và ăn thịt con người nữa. Con trai của ta, cảm ơn con đã trở về và mang đến những điều tốt lành. Hoàng tử, ngôi vị quốc vương của vương quốc này giờ xứng đáng để thuộc về con. Anh là người xứng đáng nhất để kế nghiệp vua cha. Quyển sách không có lỗi sai. Thật mất mặt. Làm sao một nghiên cứu sinh như em lại có thể làm cho một đề tài nghiên cứu khoa học thành ra như thế này? Xin lỗi giáo sư, do thời gian có hạn cho nên em... Nếu không đủ thời gian thì đừng nhận bất cứ bài nghiên cứu nào. Còn khi cậu đã xác định làm khoa học, cậu nên dành thời gian xác đáng cho đề tài của mình. Gửi một bài nghiên cứu liên tục có những sai sót là đang có lỗi với khoa học và chính công trình của mình.
Nhưng thưa giáo sư, em vẫn chưa hiểu. Vốn dĩ các hai chủng Nocardia, Fascinia và chủng Streptomyces đều có khả năng phân hủy cao su. Mọi thông số dữ liệu em đã điền cẩn thận. Xét về cấu tạo vật lý, chúng cũng khá giống nhau, thì em xếp vào một nhóm, sao lại gọi là sai sót ạ? Nhưng cậu quên rằng khi Nocardia fascinica được xử lý đột biến bằng tia UV thì không còn khả năng phân hủy cao su nữa, trong khi Streptomyces vẫn giữ nguyên tính chất. Đấy là những đặc tính cơ bản mà cậu cần lưu ý. Giống như tôi và cậu cùng làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nhưng tôi phát hiện ra thiếu sót, còn cậu thì chưa, thì có được xếp cùng một cấp độ hay không? Giáo sư, ngài... Em sẽ bổ sung phần khác biệt đó vào đặc tính của hai chủng cho bài nghiên cứu. Nhưng mong ngài hãy ký xác nhận giúp em. Đây là lần thứ 10 ngài sửa đề tài nghiên cứu của em rồi. Thời gian nộp công trình nghiên cứu không còn nhiều nữa. Em lo lắm thưa ngài. Cậu sẽ chẳng bao giờ nhận được chữ ký của tôi nếu bài nghiên cứu của cậu vẫn còn sai sót. Ngài suốt ngày chỉ biết bắt bẻ lỗi sai của người khác. Em không tin khi ngài bắt đầu nghiên cứu mà không sai sót gì. Tất cả đã quá giới hạn của em rồi. Em xin phép ngài được rút khỏi đề tài này và chuyển người hướng dẫn. Lại là một cậu sinh viên bộc trực. Chào mừng giáo sư Lesher đến với buổi giao lưu hôm nay. Quyển sách đa dạng sinh học của ngài đã xuất bản khắp 34 đất nước và nhận về nhiều luồng ý kiến khác nhau. Trong đó có những tư duy trái ngược với luận điểm của ngài. Ngài nghĩ sao về điều này? Tưởng gì, chính ông ấy xuất bản sách còn nhận nhiều phản hồi xét nét thì còn bắt bí ai? Trong khoa học có nhiều cách để tiếp cận đề tài. Có thể cách tôi diễn giải chưa giống với cách mà các nhà sinh học đang theo, nên dẫn đến nhiều sai sót khi tiếp nhận. Điều này có thể chấp nhận để củng cố tư duy. Bị người ta bắt bẻ như thế, vẫn cố giải thích mình dừng bài nghiên cứu là chính xác nhất rồi. Những người chuyên nhìn vào lỗi sai của người khác sẽ không bao giờ thấy lỗi sai của chính mình. Nhưng sắp tới đây, tôi sẽ xuất bản cuốn sách sinh học duy nhất mà không có bất kỳ một lỗi sai nào. Tôi có thể đảm bảo tuyệt đối. Quyển sách không có lỗi sai sao? Sách ảnh về loài rắn độc Caribe ư? Quyển sách này bị lỗi à? Sao toàn giấy trắng thế này? Ông ấy đang trêu ngươi mình ư? Rốt cuộc chuyện này là thế nào chứ? Giáo sư tuyên bố với mọi người quyển sách không có lỗi sai kia mà. Sao em chỉ nhận về quyển sách không có nội dung thế này ạ? Em đã đọc kỹ tựa đề của cuốn sách tôi chứ? Ai có hiểu biết về sinh học đều biết rằng ở Caribe không hề có rắn độc. Cho nên đương nhiên sách không có nội dung rồi. Sao cơ? Như thế cũng được á? Và cả quyển sách đều là giấy trắng, nên em sẽ không thể nào bắt được một lỗi sai nào, dù là nhỏ nhất. Thế còn gì gọi là sách nữa ạ? Đúng vậy, nó đã mất đi bản chất rồi. Con người cũng thế, muốn tránh sai lầm, trừ khi họ không làm gì cả. Nhưng vô tình, đấy mới chính là sai lầm cơ bản nhất mà họ mắc phải. Giáo sư, em... Tôi vừa xin gia hạn thời gian nộp bài nghiên cứu khoa học cho em. Một tuần có đủ thời gian để em sửa những lỗi sai trong bài nghiên cứu này không? Dạ, vâng. Tuần này chắc chắn em sẽ lấy được chữ ký của ngài. Cảm ơn quyển sách đặc biệt của giáo sư. Sự ra đời của búp bê Barbie. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về bà Ruth Handler cùng chồng Elliot Handler trong quá trình phát minh ra búp bê Barbie vào năm 1959 tại New York. Mattel Company. Elliot và Ruth là đôi vợ chồng trẻ rời quê đến New York lập nghiệp. Sau nhiều năm cố gắng,
họ đã gây dựng được cơ nghiệp và trở thành chủ của công ty trò chơi Mattel Company. Chủ tịch dựa theo thông lệ hàng năm, thì hội chợ đồ chơi Mỹ năm nay sẽ được tổ chức vào tháng 3 tại Las Vegas. Ước tính hiện tại đã có hơn 50 công ty đồ chơi đăng ký triển lãm. Sản phẩm năm nay của chúng ta trưng bày là gì? Dạ, các đồ nội thất bằng nhựa. Tuy nhiên năm nay, chúng ta sẽ không trưng bày riêng về đồ nội thất trong nhà, mà còn mở rộng ra các nội thất trong các nhà hàng, cửa hàng tiện lợi để thu hút các cháu bé hơn. Không được, ý tưởng này quá cũ kỹ. Năm ngoái sản phẩm chúng ta trưng bày đã là các biểu tượng của khu vui chơi rồi mà. Năm nay tính ra chỉ là đổi bối cảnh. Nó thật sự chưa phải là một sản phẩm tối ưu và đột phá. Tôi muốn công ty phải có một mẫu đồ chơi khác lạ nhất để đánh mạnh vào nhu cầu tiêu thụ tối đa trong năm nay. Anh nghĩ chuyện này e rằng rất khó. Em cũng thấy điểm mạnh của chúng ta là những món đồ chơi bằng nhựa. Chính vì thế, sản phẩm của chúng ta chỉ có thể xoay quanh những món đồ chơi dưới dạng nội thất. Hơn nữa, những dòng sản phẩm đồ chơi mới lạ đó, chúng ta không chuyên, e rằng dễ bị đánh bại bởi các công ty đối thủ. Thử thách càng cao thì động lực càng lớn, tạo nên sự đột phá anh à. Chúng ta không thể mãi đứng trong vùng an toàn của mình suốt mấy cuộc hội chợ triển lãm được. Chắc chắn sẽ phải có một sản phẩm bứt phá. Bây giờ đã là tháng 1, cách thời điểm tổ chức còn 2 tháng. Vẫn còn kịp cho chúng ta tìm kiếm và sản xuất sản phẩm trưng bày. Mọi người tan họp, lập tức tìm ý tưởng và gửi thông tin cụ thể cho tôi. Vâng, thưa giám đốc. Andrew, nhanh lên, hôm nay cô có buổi họp báo đó. Vâng ạ, em xong rồi đây. Được, chúng ta đi thôi. Xin chào quý vị khán giả, thật xin lỗi vì tôi đã đến trễ. Andrew. Mẹ. Con đang làm gì với búp bê vậy? Con đang chơi búp bê để làm người nổi tiếng á. Là siêu sao nhí nổi tiếng à con? Dạ, đâu có. Cô ấy đã trưởng thành và là người lớn rồi mẹ ơi. Đây là cuộc sống hàng ngày của siêu sao minh tinh Julia 18 tuổi đó mẹ. Vì sao tuổi trẻ luôn tưởng tượng một hình ảnh người lớn trong thân thể một búp bê trẻ con ta? Những gì con mình khắc họa lại là một cuộc sống hiện đại của một cô gái trưởng thành. Nếu thật sự búp bê trở thành một cô gái đúng như những gì lũ trẻ tưởng tượng thì sẽ như thế nào? Barbara của mẹ thật là thông minh mà. Cái gì chứ? Làm búp bê trong hình dáng người lớn? Từ đâu em có ý nghĩ điên rồ như thế chứ? Không phải điên rồ, mà đây là sự thật. Tối qua em nhìn thấy Barbara chơi búp bê. Những con búp bê vóc dáng trẻ con ấy đều hóa thân thành người lớn. Chính vì vậy, em mới có ý tưởng. Chúng ta sẽ phát minh ra một dòng sản phẩm búp bê có vóc dáng như người lớn. Như vậy sẽ thu hút được hơn rất nhiều. Dạ không ổn đâu thưa chủ tịch. Búp bê mang vóc dáng người lớn tuy mới lạ, nhưng chúng ta không chuyên về sản xuất búp bê, sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi tạo hình và sản xuất đó ạ. Đúng đó chủ tịch. Phần lớn những đồ chơi cho các bé chơi đều được tạo hình hồn nhiên, dễ thương mới thu hút được người mua. Sản phẩm này tạo hình là người lớn, không phù hợp cho trẻ con. Nếu không khéo, chúng ta sẽ đi ngược lại thông điệp ngây thơ, vui tươi mà công ty đã đề ra. Tại thị trường Đức, dòng Lily Doll đã ra đời vào 4 năm trước, cũng mang phong cách tương tự như vậy. Nó rất được nhiều người đón nhận, nhưng lại giới hạn độ tuổi. Lần này sản phẩm chúng ta dựa theo phiên bản ấy, nhưng sẽ cải tiến hơn nhiều, nhất định không giới hạn người tiêu dùng đâu. Anh không phản đối việc đột phá này, nhưng cái vấn đề vừa đưa ra hơi nguy hiểm. Nó không phải điểm mạnh của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta chỉ có những nhà thiết kế chuyên về nội thất, không có những thiết kế chuyên về con người, nên sản phẩm đầu ra búp bê sẽ không đảm bảo chất lượng đâu. Dạ, ý của giám đốc, tôi đồng ý. Chủ tịch à, đây là một hội chợ lớn mỗi năm một lần. Chúng ta nên làm những cái gì mà chúng ta chuyên về nó. Như vậy mức độ an toàn sẽ cao, lượng tiêu thụ sẽ ổn định hơn. Tôi biết, mọi người sẽ còn rất ngần ngại, nhưng tôi tin chắc đây sẽ là một bước ngoặt vượt trội. Trước mắt cứ như vậy mà tiến hành trước. Hậu quả tôi sẽ một mình gánh chịu, mọi người không cần phải lo lắng. Mẹ làm sao thế ạ? Có phải các cô chú trong công ty không nghe lời mẹ nên mẹ buồn phải không? Ở lớp cô giáo hay bảo cô rất buồn khi các con không chịu nghe lời của cô.
Barbara này, con nghĩ sao một con búp bê mang hình hài của người lớn? À, thật hả mẹ? Thế thì thích quá đi. Các bạn nữ trong lớp của con sẽ thích lắm luôn á. Ờ, các bạn trong lớp của con sẽ thích thật sao? Ừ, dạ đúng mà. Mẹ xem đồ chơi cho các bạn nam là siêu nhân, phi công nè, bác sĩ cũng đều là người lớn mà. Chỉ có bọn con gái chúng con phải tưởng tượng cuộc sống người lớn cho búp bê thôi à. Tụi con ganh tị lắm luôn á. Đồ chơi của mẹ vừa nói ra, nó sẽ là món quà tuyệt vời nhất cho các bạn nữ đó mẹ à. Nhận được sự động viên từ con gái, giúp cho Ruth Handler tự tin hơn sản phẩm của mình. Cả công ty bắt tay vào quá trình phát minh ra con búp bê có hình dáng người lớn. 2 tháng sau, hội chợ đồ chơi. Mattel Company. Trời ơi, nhìn nè, hai con búp bê đó thật đẹp và hút tầm mắt. Wow, thật đặc biệt. Nó được gọi là gì ta? Barbie. Nhìn tấm bảng ngay chân nó kìa. Barbie Dolls. À, thích quá. Mẹ ơi, con muốn mua con này. Mẹ ơi, con cũng muốn mua. À, nhìn thích thật. Tôi muốn lấy con búp bê tóc đen này. Tôi cũng muốn mua. Thưa bà Ruth Handler, bà có thể cho chúng tôi biết tại sao bà lại đặt tên chúng là Barbie không ạ? À? Và cảm nghĩ của bà khi lần đầu tiên Barbie được rất đông đảo các bạn trẻ đón nhận. Tôi rất vui khi búp bê Barbie được nhiều người ủng hộ như vậy. Mới năm đầu tiên ra mắt đã tiêu thụ trên 350.000 con. Và cái tên Barbie xuất phát từ tên của con gái tôi, Barbara. Chính con bé là nguồn cảm hứng vô tận để tôi tạo nên chúng. Chính vì thế, món đồ chơi đặc biệt này sẽ mang tên búp bê Barbie, là một lời cảm ơn gửi đến thiên thần nhỏ của tôi. Nhiều năm sau, hàng loạt các phiên bản búp bê Barbie khác ra đời và đại gia đình Barbie vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!